chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Hôm nay là ngày 20 tháng 3 và chúng tôi tiếp tục về được một bộ máy rửa xe Sewa JC1513DXP. Các bạn có thể thấy được hình thức của chiếc máy này qua video chúng tôi đang quay. Chiếc máy này thì ở bên Nhật họ có thể dùng để rửa xe hoặc các bạn có thể dùng để phun thuốc trừ sâu. Nhưng mà dùng để phun thuốc trừ sâu đối với những cái địa hình như là điện đóm các bạn nó không sẵn, hoặc là các bạn ngại cái vấn đề di chuyển dây điện, thì đây là một trong những cái lựa chọn rất là ok cho cái việc phun thuốc trừ sâu. Đây là cái bộ xịt rửa áp lực Sewa JC1513. Hôm trước trước Tết chúng tôi cũng đã về một bộ. Các bạn có thể thấy được cấu tạo của bộ này thì nó cấu tạo từ động cơ Mitsubishi GM182 6HP tua chậm và đầu Comet của Ý. Các bạn có thể xem chiếc máy này, hình thức của nó còn rất là đẹp. Máy đóng thùng nhìn rất là gọn gàng, sạch sẽ. Và cái vấn đề ở khi mà máy nó đóng thùng như này ấy, thứ nhất là nó có tác dụng cách âm chống ồn, nó có thể chống ồn rất là tốt. Và việc thứ hai đó chính là nó tránh được cái việc va chạm khi mà các bạn sử dụng trong những cái môi trường ở ngoài trời, tránh được đá rồi là đất nọ kia bắn vào, hoặc là thời tiết thiên tai gây ảnh hưởng trực tiếp đến máy. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi chi tiết để các bạn có thể thấy được chiếc máy này hình thức của nó ra làm sao và nó hoàn hảo như thế nào nhá. Rồi, chiếc này thì các bạn thấy bằng mặt táp lô của nó thì nó có dòng chữ Sewa JC1513DXP. Đây là cái model của máy. Các bạn có thể thấy được cái dây giật chiếc này là nó khởi động giật nổ các bạn nhé, không có đề nổ đâu. Đây là bộ phận le gió, công tắc và đầu xả. Đây thì nó có hai đường, một đường hút và một đường hồi. Máy đóng thùng rất là đẹp, các bạn có thể thấy không? Nó đóng thùng kín luôn. Và cái việc đóng thùng như thế nó sử dụng bình xăng lớn, do đó các bạn có thể thấy được cái bình xăng này khi các bạn đổ đầy thì nó sẽ sử dụng liên tục và không lo cái vấn đề hết xăng. Trên bình xăng thì các bạn có thể thấy được trong nó còn rất là đẹp, gần như là mới luôn, gần như mới nguyên luôn, không có một cấn dỉ gì cả. Nhập nhiều chiếc máy bãi thì thực sự nhiều khi rất là ngại cái vấn đề xăng ở trong bình nó vẫn còn ấy, thì nó rất là dễ bị thối rồi là bị dỉ, bị oxy hóa cái bình xăng. Và việc kiếm những cái bình xăng bãi này rất là khó. Rồi các bạn có thể thấy được, chúng tôi sẽ mở cái nắp đằng trước ra để các bạn có thể thấy kỹ hơn. Nắp đằng trước thì các bạn có thể thấy được nó có phần động cơ nó sẽ lộ ra. Đây các bạn có thể thấy được cái trục của nó là trục lệch nhá, trục lệch tua chậm. Bên này phần này là phần động cơ, phần đầu xịt. Thì các bạn nhìn ở góc này nó sẽ không rõ đâu. Chiếc này nó mở bốn cánh cửa bốn hướng luôn, thì chúng tôi mở từng cánh cho các bạn có thể thấy rõ hơn. Rồi, mở cánh bên phải đi. Đây, cái phần đầu xịt nó đã lộ ra đây, các bạn có thể thấy được. Nhưng cái bộ van chết áp của Sewa nhìn rất là chất. Đây, các bạn có thể những cái bộ van áp hồi rất là đẹp. Ở đây nó có một cái van, một cái van nó chạy thẳng ra đồng hồ để báo áp lực. Đây là van để các bạn có thể chiết áp căng hay là nhẹ hay là mạnh. Rồi các bạn thấy cái đường co, những cái đường co đồng hồi đường vào và đường ra nhìn cực kỳ chất luôn. Nhìn đồ Nhật thì các bạn nhìn đường hòn. Các bạn có thể tìm hiểu về những cái bộ máy này, nếu mà ở Nhật giá cực kỳ đắt luôn, rất là khó tiếp cận nếu mà chúng ta muốn mua những cái chiếc máy này mới tinh. Nhưng mà may quá nhờ cái việc nhập được qua đường bãi nên là các bạn có thể mua được những chiếc máy cực kỳ đẹp. Độ mới lên 80-90% và giá thì rất là rẻ. Rẻ so với cái việc bạn mua mới, chứ không phải là rẻ so với hàng Trung Quốc các bạn nhá. Nếu mà các bạn quan điểm mà hàng bãi nó rẻ hơn hàng Trung Quốc thì lệch lạc ấy, sai lệch lạc luôn. Rồi đầu Comet của Ý thì cái góc này nhìn rất là khó, sẽ cố gắng lựa máy. Đây các bạn có thể thấy dòng chữ Made in Italy luôn. Đây cái đầu Comet này. Đầu Comet này nó có model là LVK 3525. Đấy, các bạn thấy mờ không? Tôi thử lựa ra đằng này, các bạn thấy không thấy được, rất là khó nhìn. Các bạn thấy những cái đầu ấy rất là đẹp này, đầu xi lanh của nó cực kỳ đẹp, chắc chắn. Rồi, đồng hồ áp, quay sang hướng này đi. Ta sẽ quay sang hướng bên trái đây đi. Thì ở đây các bạn có thể thấy là bộ phận khóa xăng này. Đó này thì các bạn sẽ thấy phần lọc gió và phần trục giật. Đây, trục giật và lọc gió của cái động cơ Mitsubishi GM182. 6 ngựa cốt xéo dung chuyển các bạn nhé, cực kỳ chất luôn. Rồi, đây các bạn có thể thấy được cái thông số đây.
C3JC1513DXP, sử dụng động cơ 6 ngựa, tua vòng 1.800 vòng trên 1 phút. Cái áp lực của nó ra là 14.7 MPa, lưu lượng là 13 lít trên phút. Khá là ok, số series 16278. Rồi, đây là đằng bô xả này. Chạy rất là êm nhé. Đây là đằng nắp spark, chế hòa khí GM182, máy đồng bộ, cực kỳ chất luôn. Các bạn có thể thấy dòng chữ Sewa nhỏ nhỏ đấy. Máy Nhật, có thiết kế bánh xe các bạn rất dễ dàng di chuyển. Nếu mà chúng ta muốn di chuyển thì nó có dàn lốp bánh xe ở dưới nên rất là dễ dàng di chuyển luôn. Bộ rất là đẹp. Đây, các bạn có thể nhìn thấy được cái phần động cơ này, các bạn thấy nó là dòng tua chậm. Thì ở Nhật ấy, các bạn có thể để ý những cái dòng máy sới dưới đất, hoặc là những cái dòng máy mà nén khí, máy rửa xe, hoặc là những máy nào mà nó cần tời, cần tải ấy, thì các bạn thấy Nhật nó đều thiết kế dòng máy tua chậm. Thứ nhất là đảm bảo khả năng vận hành rất là êm ái, thứ hai là khả năng tiết kiệm nhiên liệu, và thứ ba là cái tải nó rất là khỏe, khỏe dòng tua nhanh rất là nhiều. Chỉ những cái dòng máy cắt đường hoặc là máy cắt cần tua thì các bạn mới có thể thấy được nó dùng máy tua nhanh. Rồi, nếu các bạn muốn mua hàng, vui lòng liên hệ với Điện Máy Minh Sơn, số điện thoại 0961 349 345 hoặc 0974 457 099. Các bạn vui lòng like, subscribe kênh YouTube của Điện Máy Minh Sơn để liên tục cập nhật những video mới nhất. Khi các bạn subscribe kênh thì các bạn vui lòng bật chuông thông báo nhé, để khi Bình Sơn up những video mới lên thì lập tức các bạn sẽ nhận được thông báo từ YouTube báo về điện thoại cho các bạn, để các bạn có thể vào xem ngay lập tức. Nếu đấy là những cái sản phẩm các bạn cần thì các bạn có thể chốt hàng ngay cho chúng tôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.